Thì chương trình hôm nay rất là vui, rất là thành công. Cảm ơn tất cả những quý khách đã đến đây hôm nay. Cảm ơn quý vị đã coi chương trình. Và mong rằng nếu có cơ hội nữa thì sẽ... Merci beaucoup. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, có anh ca sĩ Thành Lễ xin chúc Tết bà con nè. Trời ơi, chúc Tết bà con, Phố Cali Bonsa TV. Chúc mừng năm mới. Happy New Year, cung hỷ bắt trời, tùm lum tùm la. Phố Cali Bonsa TV. Dạ, thôi chào tất cả mọi người. Sắp tới năm Giáp Thìn, chúng ta gặp nhiều may mắn hơn và một sự thành là thành công nha. Anh lại cái chương trình gì sắp tới không à? Có, các hội chợ vòng vòng ở đây là chỉ cầu nguyện là trời đừng có mưa thôi. Tại vì năm nay là năm con rồng, hy vọng rằng rồng thì rồng, nhưng mà đừng có mưa nha. Ba ngày Tết phải là nắng đẹp để cho anh em nghệ sĩ và tất cả mọi người đi du xuân. Nhưng mà nhóm hội cô đoàn của anh lại có chương trình gì sắp tới không? Ok, thank you Posa TV. Tại vì Thành Lễ có hai em Thanh Hà, có hai cô bé chân dài đó, tí hon đó, với Dương Quý Thắng chim kết cục sẽ qua trình diễn trong dịp Tết với chương trình Ngọc Trong Tim. Tháng 3 ngày 24 sẽ quay trực tiếp cho đài SPTN. Nhưng mà tất cả hội chợ đều có chương trình có Thành Hà và Dương Quý Thắng và Thành Lễ. Rồi, Phố Cali Bonsa TV. Cảm ơn Thành Lễ. Chúc anh Thành Lễ đẹp trai, thành công. Rồi, bye bye. Yeah.